Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 USDT token Sushi Swap đến từ sàn CoinMarketCap kết hợp với sàn Binance các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký cái tài khoản trên sàn Binance và CoinMarketCap. Sau đó các bạn vào link sự kiện trên CoinMarketCap rồi bấm nút start nè. Sau đó các bạn nhập tôi không phải là người máy nữa các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn, rồi bấm next step nè. Các bạn bấm vào ID set the market cap nè. Tiếp tục bấm set nè. Tiếp tục các bạn điền địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên trang của market cap các bạn, làm một trang set tôi cần thôi các bạn. Rồi bạn gỡ nè. Sau đó các bạn điền là UD trên sàn Binance các bạn, thì các bạn cần phải KYC trên sàn Binance luôn các bạn, để sau này tôi cần nó không phối mình có thể giao dịch luôn. Rồi các bạn nhấp vào avatar mình, nhấp vào UD nè. UD có 8 số luôn. Này khá là dễ dàng các bạn. Tiếp tục thì đáp án có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đó bạn. Câu 1 là inject nè. Rồi các bạn gỡ. Câu số 2 là award the crypto to token init nè. Rồi câu số 3 là The Sushi Liquidity nè. The Sushi Liquidity nè. Này maximum 4 là 100% nha các bạn. Câu số 5 là Bright Liquidity. Câu số 6 là Quick Sushi Token nè. Là with it hay là with sushi token? With sushi token nè, có bán A nè. Câu số 7 là Ice up the book nè. Câu số 8 là Z nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào up to wallet như các bạn, thì các bạn nhấp vào trang CoinMarketCap như đây nè. Sau đó các bạn tìm tên token Sushi Swap các bạn. Phần đầu nhấp lại các bạn. Các bạn nhấp về trang thứ hai chứ. Cái link thứ hai các bạn. Sorry các bạn luôn đi. Rồi các bạn gì vậy? Copy cái chữ Sushi Swap nè. Rồi các bạn nhấp về trang thứ nhất nha các bạn. Trên CoinMarketCap.com nè. Sau đó các bạn nhấp vào mũi tên nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn tìm chữ Sushi Swap nè. $1.7 tôi cần tay này em ta. Rồi các bạn bấm up to wallet nha các bạn. Rồi dán cái nữa các bạn. Để phải con sushi nào các bạn. Sushi swap BC nè. Đúng rồi là nó đó các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bao gạch cùng các bạn. Các bạn nhấp vào up to wallet nè. Sau đó các bạn bấm vào mục sell nè các bạn. Rồi các bạn copy này các bạn. Các bạn mở này ra nha các bạn. Rồi bạn copy cái link CoinMarketCap mình nè. Rồi các bạn trở về cái link phong này các bạn dán vô đây. Cái link CoinMarketCap up to wallet mình nè. Rồi bạn bấm vào submit nè. Thì sau này tôi cần nó sẽ phân phối về sàn Binance cho tất cả các bạn nha bạn. Rồi bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nè. Rồi bạn bấm submit form nè. Rồi để chữ thánh diêu là ok nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia 50.000 USDT tiếp cận Sushi Web này cũng kết thúc các bạn. Vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video các bạn. Đừng nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất cho mình. Vậy mình chào biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.